ra là cổ đông trung thành là sẽ ít, do đó thì cái khi mà phản ứng về trên thị trường chứng khoán nó sẽ rất là mạnh. Quản lý vấn đề thanh khoản đúng không? Như vậy là riêng về mặt an toàn thì ok rồi. Chia tiền mặt đây thứ nhất, và thứ hai là có cái vụ tăng vốn trong 28 đúng không, chào riêng lẻ của cái quỹ, chào bán của cái quỹ IPO đúng không, tốt đúng không, quản lý thanh khoản thì chắc là cũng ok rồi, rất là an toàn. Nói chung thực tế đây đúng không? Tỷ lệ dự trữ thanh khoản này là gần 10, hơn 17, gần 17. Trong vòng 30 ngày là 55. Tỷ lệ cho vay tổng tiền gửi là 65. Đúng là chính xác là như thế, nhưng mà hình như năm vừa rồi thì không phải thay đổi nhiều rồi. Năm vừa rồi thậm chí là còn vượt luôn đúng không? Năm trước thì cho 57 là chỉ có 200 thôi. Năm rồi là vượt mạnh đúng không? Do ông đẩy cho vay. Vậy là đây điểm rất là khác biệt. Đúng rồi, trước là có 65 thôi thì cho vay trên tổng tiền gửi ngắn, cho vay chung 31, như vậy là chủ yếu là cái tiền gửi không kỳ hạn đúng không, được sử dụng để cho vay chung và dài hạn, thì 28 cũng là chỉ số vẫn còn ok, không vấn đề gì. Đúng rồi, nói chung là những cái năm này thì ok, nhưng mà đến năm 19 thì, và đặc biệt là đầu năm 20 này thì có những thay đổi mạnh do dịch bệnh. Rồi muốn chủ điểm gọi là tích cực nhất đúng không? Nguồn huy động là 207.000. NIM đúng không? Họ có nhắc đến NIM. CASA thì chắc là Techcombank rất tốt rồi, vì chính sách miễn phí. Trong đó thì mình cũng đã nhập được CASA đúng không? CASA toàn ngành đây. CASA toàn ngành là 18% đúng không? Và nhích hơn so với năm trước là 17. Trong đó thì như là có ba ông chủ lực là MB, Techcombank và MB đang là 33. Techcombank đây đang là 32 đúng không? Năm trước là 27. Và cuối cùng là Vietcombank, như vậy là theo tỷ lệ CASA này thì Techcombank là thứ hai đúng không, sau MB. Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn trong tổng tổng tiền gửi rất là lớn, 32%. Đây là cái làm cho cái nguồn vốn nó sẽ rẻ hẳn đi. Đúng rồi, và do đó thì tạo điều kiện cho NIM đúng không? NIM là hệ số đầu ra đầu vào bình quân. Rồi NIM của Techcombank đây trong 29 đúng không? Theo mình thống kê được đây là 4,49 đúng không? Trong khi bình quân toàn ngành nó chỉ có 3,4 thôi đúng không? Còn nếu mà theo tổng cho vay ra thì là 8, thế còn Techcombank đang cho vay vào khoảng 7,8, như vậy là vẫn còn thấp đúng không? Chính cái việc cho vay thấp này là vẫn còn tạo điều kiện cho cái việc là có thể lựa chọn khách hàng tốt được đúng không? Ok, quan trọng là cái đầu vào nó rẻ thì đầu ra ông sẽ xử lý dễ. NIM vẫn cao hơn bình quân toàn ngành, mặc dù cho vay ra cũng thấp nhưng nguyên căn bản là cái đầu vào thấp, đầu huy động thấp, như vậy là đây là điểm tích cực, điểm tích cực lớn. Đây là huy động đúng không? Huy động lãi rất là thấp. NIM đúng không? Là khá lớn so với nói chung trường, và cũng dễ lừa khách khi lãi suất cho vay ra không cần cọc vào. Như vậy là chính sách này cũng là tốt đúng không? Chính sách này theo như mình đánh giá là tốt, và chắc chắn là sẽ làm cho nợ xấu nó sẽ ở mức độ vừa phải thôi. Chỉ có đúng cuối năm rồi thì bỗng nhiên là đẩy mạnh cho vay lên, chả hiểu vì sao.
Rồi năm 17 lúc đấy chỉ 24 thôi. 29 cho đến vừa rồi đến 29 là 32 rồi. Đúng không? Rất là cao. NIM năm vừa rồi đã lên đến 4, theo như mình tính này là 4,9 đúng không? 4,49. Năm trước là 3,7 đúng không? Như vậy là cải thiện cực kỳ lớn rồi. Nợ xấu đúng không? Nợ xấu của Techcombank như thế nào? Ở đây thì đây có một số các cái tuyến nợ đây. Năm trước thì nợ xấu thì theo lý thuyết thống kê thì là của mình là 1,75. Thế còn trung bình toàn ngành là thời điểm đấy là vào khoảng 1,68. Như vậy Techcombank đang cao hơn 58. Nên là không thấy họ khoe, họ chỉ khoe là họ dưới 2% đúng không? Thế còn đến năm 19 đúng không? Tỷ lệ nợ xấu đang là 1,33. Và đương nhiên là thấp hơn bình quân toàn ngành đúng không? Giảm rất mạnh. Thực ra cái giảm mạnh này là do là ông mới đẩy mạnh cho vay năm vừa rồi, cho nên là khá có thể là khách thì vẫn còn khỏe và chưa chết. Đấy, đẩy cho vay trong năm vừa rồi. Cho nên là cái tổng nợ nó tăng vọt lên, cho đương nhiên là cái hệ số nợ xấu sẽ thấp. Chứ còn hệ số tuyệt đối thì chưa chắc. Đây 2007. Đúng rồi, riêng con số cuối cùng là to hơn rồi. Như vậy là về nợ xấu thì tỷ lệ thì tốt lên đúng không? Đúng không? Tức là đây là bản chất đây là giảm đi. Nhìn chung thì cũng không cao, à, không phải quá cao, gọi là được, không phải là quá tốt. Thì đấy là 44, 13 đúng không? Theo tính này cái này thì chắc là rất cao rồi. Vốn chủ của Techcombank thì hoành tráng rồi đúng không? Cái này không có gì. 10.000 tỷ trước thuế đúng không? Nó thế nếu mà tính theo trước thuế thì năm vừa rồi chắc khoảng 12. Kiểm tra chút. Đúng rồi, đúng không? Đây 12, 12,8. 20%. Chắc cũng gần như là đỉnh cao rồi, vì mình thấy là tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế là đang lần trước thuế cũng ngày càng càng chậm lại. Năm trước là tăng 24, đến vừa rồi còn 20, chắc là năm nay gọi là không giảm cũng là may rồi đúng không, do dịch bệnh. Rồi ROA thì chắc là cao rồi, ROE thì không cao lắm đúng không? Nhìn chung thì hệ số rồi đây hai số dưới đó. Theo mình thống kê đây thì hệ số ROAE là vào khoảng 17,7 và đang nhích cao hơn là một chút. Còn ROAA thì chắc chắn là rất cao rồi, bởi vì tổng tài sản của Techcombank thì không lớn nhưng lợi nhuận thì rất là cao đúng không, do nguyên hoạt động bên tiền gửi chính, à bên 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 trái phiếu là chính. Rồi 12 đúng không, như vậy là cái hệ số ROA rất tốt. Số sinh lời ROA tốt cao. Này xuất phát do cái việc vốn chủ của ông rất là cao nên là ROE là không phải là lớn đúng không, gây áp lực lên cái hệ số đấy. Rồi như vậy là về mặt mọi thứ thì cũng khá tốt đúng không? Chỉ có một vài cái nhược điểm thôi, kiểm tra xem có cái gì không. Cái này thì liên quan đến cái gì quản trị đúng không, quản trị ngân hàng rồi. Rồi họ cũng toàn chữ rồi đúng không, cái này thì quà chuẩn 3 gen 2 rồi ngân hàng đầu tiên rồi, cái này thì biết rồi, bỏ qua đi. Để chúng ta xuống đến phần sau. Nhân viên đúng không? Hội đồng quản trị đúng không? Hội đồng quản trị thì chắc là toàn lão làng rồi. Nó gọi là sáu mấy tuổi cơ. Rồi, vậy là Hồ Ngoanh đúng không? Chủ tịch vị này thì anh này thì chắc là nổi tiếng rồi. Chủ tịch từ năm 2008. Đúng không? Xuất phát cũng ngày xưa cũng học bên Ukraine đúng không? Phải qua Kiev, Ukraine cùng bên Đông Âu về. Nguyễn Đăng Quang đúng không? Sinh năm nhiều đấy đúng không? Sinh năm 16 tuổi. Vậy là hơn bên này 7 tuổi. Rồi là phó chủ tịch thứ nhất của hội đồng quản trị Techcombank đúng không? Từ năm 2016. Rồi cũng học ở bên Đông Âu đúng không? Bên Belarus. Rồi học ở bên Nga đúng không?
tiền Đông Âu về. Nguyễn Thiều Quang đúng không, 60 tuổi, chú này cũng có tuổi rồi, hội đồng quản trị từ năm 99 đúng không, cũng phó chủ tịch của ngân hàng Techcombank từ năm 2008. Bà San rồi Vinaconex là cũng cũng học Ukraine về đúng không, cũng thì Đông Âu rồi, Donetsk thôi. Vậy là cũng như vậy là rõ ràng là cái ban điều hành này là có tuổi nhá. Rồi đây mình kiểm tra thêm nhá, như vậy là cái ban điều hành này rất có tuổi, ban điều hành như vậy là có tuổi rồi. Đông Âu đúng không, có một số cái nét rồi, cũng phó chủ tịch đúng không, làm phó chủ tịch quá. Chủ tịch này, cái này cũng hai phó chủ tịch rồi, đây là phó chủ tịch thứ ba đúng không, bốn, như vậy là có bốn phó chủ tịch, chẳng biết là hội đồng quản trị có mấy người, chắc cho nó có chức danh đúng không, đi đâu còn trao đổi giao lưu. À đây chủ tịch ông Nguyễn Cảnh Sơn đúng không, 52 tuổi, đây là chủ tịch của Hello Window đúng không, cũng một hãng nổi tiếng, cũng học Đông Âu về đúng không. Như vậy là Đỗ Tuấn Anh, anh này có khi trẻ nhất trong cái nhóm này đúng rồi. Cũng phó chủ tịch kiêm phó tổng đốc. Rồi, như vậy là đại học trong nước. Rồi. Như vậy nhóm cầm đầu thì hầu hết là toàn bên Đông Âu về thôi. Rồi, ông này thành viên độc lập. Như vậy là, bây giờ mình thấy cũng bên ngân hàng ABC đúng không? Như vậy là bây giờ thì coi như là với nhau thôi. Ông Nguyễn Hùng, ông này trước là phó chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước này. Rồi đúng không? Như vậy là chắc về hưu thì được mời vào đây một lần. Rồi, vậy là nét chính ở đây. Rồi Hồ Anh chủ tịch thì đang cầm có hơn 1% thôi, Nguyễn Đăng Quang thì phó chủ tịch thì cũng chỉ cầm có 0,26 đúng không, đồng thời là chủ tịch và tổng đốc của Masan đúng không, một tập đoàn Masan cũng công ty rất nổi tiếng. Vừa rồi thì Masan cũng mới thâu tóm được cái vụ bên Vinmark đúng không. Triệu Quang cũng bên Masan mà qua thôi. Cảnh Sơn đúng không, chủ tịch Erwindow đây nổi tiếng rồi, chủ tịch công ty gì đây, Mê Linh Plaza Thanh Hóa. À rồi Đỗ Tuấn Anh thì anh này trẻ trẻ nhất đây đúng không, đây chắc là còn tính chất là hỗ trợ thôi, chứ còn bản chất là mà ông kia mới là chủ. Rồi những người dưới đây thì không có gì, bên đây thì sẽ có gì đâu. À, họ có kinh nghiệm, kỹ năng đúng không? Thống kê ra làm thế đúng không? Năm vừa rồi thì có, tất cả thật là có 7 cuộc họp đúng không? Và đều bắt đầu từ nhiệm kỳ từ năm 14. Ở đây thì có một số cuộc họp là thông qua đây đúng không? Thông qua cái chương 27 này, năm 1 này, báo cáo kiểm soát này, công tác được cổ đông này, chuyển đổi chính thức pháp lý công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Kỹ Thương đúng không? TCBS thành công ty cổ phần, như bây giờ cổ phần rồi. Xem xét liên quan vấn đề bán cổ phiếu quỹ đúng không, những cái đoạn này là sắp lên sàn rồi, bán ESOP này, triển khai đây quy định về ESOP là triển khai bán này, thông qua danh sách được hưởng ESOP này, triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước đúng không, được một, nâng và mở giới hạn tỷ lệ sở hữu cho nước ngoài tại Techcombank, thông qua đồng kinh doanh đến tháng 5 này. Rồi các cái này không có gì, hoạt động thì mình độc lập đây, không có gì để mình thử kiểm tra tiếp xem như nào. Rồi mình kiểm tra tiếp xem còn thông tin gì không nhá, tại vì nó trình chung từ nãy giờ thì thấy hơi khô khan đúng không, nhưng nguyên tắc thì vẫn phải xem đúng không, tại vì thì còn hướng dẫn cho các bạn mới nữa. Rồi thằng chữ rồi không có gì cả, ủy ban nhân sự và lương thưởng đúng không?
Rồi, chả thấy gì cả. Chủ tịch Hồng Anh thì đồng thời là chủ tịch ủy ban này luôn, nó nằm vấn đề gọi là túi tiền của tập đoàn đúng không? Nhân sự với ban kiểm soát đúng không? Cái này thì chắc là mình đi quang thôi, tại vì gần như là ở Việt Nam thì ban kiểm soát cái ý nghĩa nó rất là thấp. Có thể coi là cái theo luật thì vẫn phải đáp ứng nhưng thực ra hình thức rồi. Thể mai kia mô hình quản trị hiện đại thì chắc có thể thậm chí là bỏ cả ban kiểm soát cơ. Rồi, mình kiểm tra xem nào. Rồi giới thiệu ban điều hành nhá, tổng đốc với các phó tổng nhá. Ông Lê Công Anh đúng không? Thì nghe bảo là như sắp nghỉ. Thì bổ nhiệm tổng đốc từ năm 2016, trước đó thì giữ giám đốc khối chiến lược phát triển ngân hàng. Rồi phụ trách điều hành. Trước đây thì cũng từng làm liên quan đến các tổ chức như WebAgo này, Fortnet này, T-Mobile, Marketside.